Sáng nay ngày 29 tháng 6, Bộ Y tế cho biết tính từ 18h30 ngày 28 tháng 6 đến 6h ngày 29 tháng 6 có 95 ca mắc mới ghi nhận trong nước. Tại Thành phố Hồ Chí Minh 58 ca, Phú Yên 18 ca, Long An 8 ca, Bắc Giang 4 ca, Hà Tĩnh 3 ca, Nghệ An 2 ca, Trà Vinh và Vĩnh Long cùng có 1 ca. Trong đó 89 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Các ổ dịch tại Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội những ngày gần đây ghi nhận số ca mắc giảm rõ rệt. Đến sáng nay, các địa phương này không có ca mắc nào mới. Số bệnh nhân COVID-19 mới chủ yếu tập trung ở Thành phố Hồ Chí Minh và Phú Yên. Cụ thể, các ca bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, 47 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 1 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ, Tân Phú, 2 ca liên quan đến chợ Bình Điền, 5 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, 3 ca đang điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 28 tháng 6 có thêm 112.344 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.